Xin chào tất cả các bạn. Chào Phương Trinh, chào Jin. Biết mọi người nghe thấy mic không? Chào Huyền Lê, chào Thảo Thảo. Thảo Thảo bạn nào chưa thấy đâu à? Bạn mới sao ạ? Hôm nay mình có hoa đào đấy, chuẩn bị màu sẵn đây rồi. Mình có màu đỏ, màu cam này, màu tím, hồng kính sen ấy, đen xanh với cả trắng. Chào ba dít cây tôm, vô kịp rồi. Chào Lân Phùng, mọi người xem nhạc với cả giọng như vậy ổn chưa? Sao giọng ọt ọt vậy à? Không nghe được à? Alo, mọi người nghe rõ không? Loa rè hả? Xem lại mà. Alo, mọi người nghe rõ không? Nó đang bị dè lắm à? Alo, alo, không em ok chưa các bạn ơi? Alo, alo, alo. Loa lại dè thế nào này? Vẫn nghe được nhưng không trong trẻo. Mọi người nghe lại xem được chưa?
chết lỗi kỹ thuật này. Mọi người xem ổn chưa? Được rồi à, ok. Có nhạc mà. Có nhạc không các bạn ơi? Giọng này ok rồi. Ngon lành rồi, ok ok, bây giờ bắt đầu mất 5 phút đồng hồ. Nhạc như vậy ổn chưa các bạn? Nhạc có bị to hay là nhỏ nào nhé, để mình chỉnh cho chuẩn, không thì cả buổi nó lại... Xem nào, từ nãy giờ có bạn Linh Diệu, bạn Hiền Nguyễn, Ngân Phùng, Huyền Lê. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ vẽ hoa 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 đào nhé. Hoa đào đơn gọi đúng giờ này. Có người gọi đúng giờ này. Mọi người đợi mình khoảng 1 phút nữa là mình quay lại nhé. Ok, bây giờ mình bắt đầu vẽ luôn này, không thì muộn mất. Thì vẽ hoa đào đơn giản thôi, đầu tiên mình sẽ tạo cho nó một cái lớp này. Phát phát ra trước nha. Lỗi kỹ thuật một chút. Xin chào tất cả các bạn nhé. Ok. Nó sẽ có bầu trời và phần dưới đồi núi này, xong rồi có hoa đào này. Nó thiếu màu vàng. Lá thư nữa. Chưa có link Facebook à? Link Facebook ở trong link Facebook ở phần mô tả của video ấy. Quên mất, lấy màu xanh, lấy màu vào cam mới đúng. Nó sẽ kiểu đồi núi này này. Trên là trời, dưới là núi. Ok, màu trời thì cho nó màu hơi hồng hồng vàng vàng một tí. Nay bị hơi bận một tí cho nên là lại hơi muộn. Hồng, cam với vàng với trắng. Vàng thư nhé.
cho nó tí nước vào đây. Vâng. Để vẽ. Lấy cái bút xòe này cũng được. Hôm nay là dùng màu acrylic ở trên vải toan. Mấy hôm vừa rồi vẽ màu thiên long rồi, bây giờ đến màu lích. Sắp tới chắc sẽ mua thêm màu wax về để vẽ. Không lại có mỗi hai loại màu nó hơi mọi người chán mất. Cam với vàng với cả trắng. Vừa xịt hơi nhiều nước. Hơi nhiều nước một chút. Không sao. Có bị lóa không nhỉ? Không thấy ai nói gì cả. Không thấy ai nói gì. Không biết là mọi người nghe này không? Còn đang xem không? Ở dưới là phần đồi núi. Thì mình trong đen trắng để cho nó ra cái màu nhạt thôi, mình chỉ tạo cái lớp nền nhạt ở dưới thôi. Xin lỗi mọi người, lỗi kém một tí. Hôm nay mới đầu nhiều lỗi quá. Sorry mọi người. Chào Nghi Nguyễn nhá. Hôm nào anh vẽ bức to hơn đi à? Bức to hơn đi. Bức to hơn thì bức to hơn thì nó không có diện tích để quay ấy. Quẹt nhầm đây rồi. Ở dưới này mình cho một tí xanh với cả đen với trắng để vẽ cái núi núi này. Chỉ là khắc qua qua thôi. Chào Tú Anh Đinh. Xin lỗi mọi người vừa nãy bị lỗi một tí. Chào Lã Thị Phương. Chào Nga Lê. Hôm nay có vẻ có nhiều bạn mới sao ấy. Có những bạn chưa thấy bao giờ.
xanh đen. Vẽ cho nó kiểu lên xuống kiểu giống như núi. Không cần kỹ quá đâu. Tại vì tí nữa hoa đào nó cành đào, nó vẽ một cành đào cho nó che mất. Ở dưới này kiểu trắng cho nó mây mù sang núi. Chào Nhật Nguyễn. Phần trời phải lấy mình xịt hơi nhiều nước để cho mình sấy khô, xong rồi vẽ lại thêm một lượt nữa. Xem live vui ghê à? Bạn Huyền Lê chưa đã xem bao giờ chưa? Hay là hôm nay là lần đầu tiên? Chào Triệu Phát nhá. Vừa nãy là cái nền này mình xịt nhiều nước quá, cho nên là màu nó không được dày màu ấy, nó có để lại các cái vết, nó để lại các cái vết bút nên sấy khô để trồng thêm một lớp nữa. Chào Nguyễn Cô Tê. À, hôm nay lần đầu. Hôm nay lần đầu bạn thử xem thử xem như nào. Mỗi buổi live thì nó sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi. Nhưng hôm nay thì chắc là khoảng tầm 9 rưỡi hơn đấy thì mới xong được. Kênh của mình chủ yếu vẽ tranh phong cảnh thôi, hầu như là tranh phong cảnh hết. Tranh phong cảnh bằng màu acrylic với cả màu thiết lọc. Bây giờ mình sẽ vẽ lại một lớp nữa này. Nó mỏng màu quá là sao đẹp. Em thấy hồng này. Lớp này nó sẽ dày hơn, nó sẽ che được các cái vết bút kia đi. Dưới này cho sáng trắng được. Ra nó lớp nền này cũng hoa đào là chính, nền chỉ là phụ thôi. Mây đi. Em lần đầu tiên xem live. Mọi người, chào Linh DTM. Hôm nay điện thoại mình có vấn đề hay trời trong tranh bị sao. Bầu trời trong tranh bị sao thật đấy. Không phải là điện thoại bạn có vấn đề đâu. Mình đang vẽ lại bầu trời đấy. Mây răng lối trên này cho hồng một tí nữa. Chào Trần, Emily Trần. Hôm nay màu acrylic. Mình đọc cũng toàn bị díu. Hồng
cố vẽ nhanh cái trời để đến phần vẽ hoa. Khô quá có thể thêm tí nước vào. Vô chơi không phải vô chơi 30 phút đâu, là mình live stream cũng muộn đấy. Và lại bị lỗi nữa, vừa mới bắt đầu xong. Để cái rẽ ra đây cho nó dễ. Xoay xoay cái bút cho nó giống mây mù một tí. Mây mây tầng tầng lớp lớp. Tuần vừa rồi không ra video được là tại vì điện thoại mình bị hỏng, không quay được. Cái màu lích này khó livestream, nhìn khó hơn là màu thiên long. Ok, bây giờ phần dưới này nhé. Dưới này cũng lại có mây bay đâu. Toàn Hàn thì người ta bán mét là 65.000 một mét. Khổ là một mét bảy thì là 65.000. Mình mua về mình cắt ra chứ không đặt trên Shopee. Xong rồi đến màu thiên long bình thường chỉ vẽ để quay video thôi, và bình thường hoàn không vẽ màu thiên long, còn vẽ màu lích thôi. Mình đứng ở trên một cây. Mây thì cứ xoáy, dùng bút xoáy. Ra mây. Chỗ này có quả núi khác này. Thank you.
phải mất nhiều tiền lắm. Trong buổi livestream thì nó không không xong được. Vẫn kịp rồi. Chào Quốc Hoàng. May quá kịp. Kịp chứ sao không kịp. Mà nó thấm được nhiều màu ấy, chấm xong rồi xoay 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 hết màu trắng rồi. Nhạc hơi to, để mình cho nhạc nhỏ đi một tí. Tranh hôm nay đã vẽ đâu mà biết đẹp. Có một cái kiểu mây bay ấy, gợi gợi cho nó giống kiểu như là mây mù giăng lối ấy. Nhiều lúc phải đợi nó khô mình mới vẽ được mây. Là để ý hãng, tại không mua bút, toàn mua bút bình thường ấy, không phải loại nào đắt tiền, cho nên là không để ý hãng cho lắm. Chào Ly MS. Chưa thấy bạn bao giờ. Hôm nay có nhiều người rất mới. Nhạc ok chưa? Em nằm mơ thấy bước này em sẽ không trúng. Mơ thấy không trúng. Khô rồi mới vẽ mây lên được. Chào chị Sao Nguyễn. Nốt cái mây này xong bắt đầu đến vẽ hoa đào này. Có một tí cho nó phân tách. Gaming TV. Chào bạn.
Hôm nay nhiều người mới thật. Không biết mọi người đang xem có thấy quảng cáo. Có bị quảng cáo. Xem trực tiếp là chắc không thấy quảng cáo được nhỉ. Đây em cọ này, cọ màu xanh. Chắc là mình phải gắn mấy cái link cọ này, link cọ trong phần mô tả để mình bao giờ mình vẽ xong bước này mình sẽ sửa thêm link của mấy cái cọ này chứ mình không biết tên. Không biết tên ấy. Không à, ok, chắc xem là chim không có quảng cáo đâu. Nếu mà mọi người xem video khác mà thấy quảng cáo thì thông cảm giúp mình nhé. Hoặc là có thể ấn luôn vào quảng cáo cũng được, ủng hộ mình luôn. Ấn vào rồi lại thoát ra cũng được. Cọ đầu hạt phỉ à? Cọ đầu hạt phỉ là cọ gì nhỉ? Ra em chả biết tên cọ đâu. Mấy cái này em mua ở quán người ta bán mấy đồ họa cụ ấy, chứ không phải mua trên mạng nên là không biết tên gì cả. Bước này mẫu đẹp quá. Bước này không có mẫu. Đang vừa vẽ vừa bịa đây. Không, cọ xanh cán nó cũng nhiều loại màu xanh cơ, chứ không phải loại nào cũng như loại nào đâu. Nó có loại lông lợn, có loại lông trồn, nói chung là nhiều loại lắm, có loại lông nhân tạo. Mỗi loại nó phù hợp để vẽ một thứ khác nhau. Ok, thôi phần núi để vậy thôi. Sấy khô đi xong rồi bắt đầu vẽ cây nhá, à vẽ đào nhá. Cái này đang hơi bị lỗi, tí quẹt phát, tí nữa sửa xong. Bạn có người yêu chưa? Mà sao tối thứ bảy rảnh rỗi lại livestream vậy? Đang dịch như này thì cũng ở nhà chứ đi đâu được. Biết không trúng nhưng vẫn đi học. Kiểu gì cũng biết đâu lại trúng. Giờ mình muốn học vẽ tranh thì nên chọn màu lích hay là màu nước. Theo mình nên nếu mà học vẽ tranh thì dùng màu nước thì nó dễ tiếp xúc hơn ấy. Cái màu nước nó cũng rẻ hơn màu lích. Nếu mà mua loại bình thường ấy mà màu nước dùng nó không tốn màu bằng, còn màu lích thì vẽ tốn màu lắm. Anh vẽ hoa mai đi. Rất tiếc mình lại là người miền Bắc nên mình sẽ vẽ hoa đào. Ok, bây giờ bắt đầu rồi. Vẽ cành đào nhé. Thư pháp luôn này. Dùng màu đen. Đen thêm tí trắng đi. Đừng đen quá. Đen chút có đầy thêm. Bây giờ mình sẽ dùng màu ghi. Anh cho em trúng. Anh cho em trúng nha. Cái đấy thuộc vào
vào may mắn của bạn thôi. Mình không thể chơi chúng được. Em nghĩ là cọ đầu tròn oval. Các bạn biết tên cọ luôn, mình có giờ biết đâu. Ok, vẽ một cái cành đào vào đây nhá. Đen tí nữa. Nếu mà mọi người không tự tin vẽ cành luôn thì có thể phác trước bằng bút chì cũng được. Mình thì mình cứ vẽ luôn được. Nó cứ uốn lượn tí là thành cành hết. Nghi Nguyễn, Nguyễn đẹp quá đi. Cảm ơn bạn. Cứ vẽ một cái thân chính to trước này. Đúng rồi, đây là đào thế đuôi rồng. Người ta gọi là thế đuôi rồng ấy. Đấy là mình nói thật, không phải nói đùa đâu. Thế này là đuôi rồng. Nếu bồ mới học vẽ thì thử màu nước thiên long trước, đúng rồi. Không, đây chỉ là cái đuôi thôi chứ không phải con rồng đâu. Đuôi thôi nhá. Màu vua chi đọc đấy là màu, đọc là màu quát à. Đúng rồi, màu thiên long vẽ gần như màu lích, chứ màu thiên long mà vẽ kiểu trong trẻo như là màu nước thì hơi khó, tại vì nó cái chất màu của nó không được sinh ra để làm như thế. Nhưng cái bút này lỡ cắm vào trong lọ nước bây giờ nó cong veo cái này, cho nên là mấy cái bút tỉa này mọi người vẽ xong thì lên rửa sạch xong rồi bỏ ngoài nhé, chứ nếu mà cắm vào trong nước là nó cong veo vậy luôn đấy. Vẽ hơi khó. Giờ thấy đẹp rồi. Lại thấy xấu à? Đây là cái bút này hơi cong, vẽ hơi khó, tỉa hơi khó. Cọ này là người ta gọi là bút, mình search trên mạng thì search là bút tỉa ấy. Cứ cái nào thấy 10k với 15k đấy, chứ không phải loại đắt tiền đâu. Ủa thôi, cái cọ này bị cong quá không vẽ được nữa, phải dùng cái này thôi. Cái này thì hơi to, nó lại hơi giật do mạng đấy. Phải thêm cành trên này cho nó đỡ trống. Bước này thì cũng nhanh thôi. Vẽ hoa chắc một lát nữa là xong. Nhạc nghe nó buồn quá. Nó có lúc vui lúc buồn, đến lát nữa là nó vui lên rồi.
anh đang phát nhạc nhưng mà anh có nghe thấy nhạc đâu, anh phải phải chỉ để cho nó phát trong nền máy tính thôi. Chứ nếu mà nó phát ra thì nó sẽ thu vào cái mic này nữa, cho nên nó sẽ bị ồn. Cho nên anh không biết nó đang phát bài gì đâu. Đợi một tí nữa là nó qua cái bài đấy là nó vui ngay mà. Đoạn này nó sẽ hơi trống, cho mấy cành vươn hẳn lên. Hình như bút của bạn vặt bớt lông rồi, đúng rồi. Nó ban đầu nó như cái này này. Đấy, thì mình cắt dùng kéo hay là dao dọc giấy cắt xung quanh đi. Cắt xung quanh đi thì nó sẽ nhỏ đi thì mình dễ tỉa hơn ấy. Tỉa mấy cái cành cây nhỏ ấy. Khóc vì biết không nói chung. Không phải hay đâu mà là tất cả video trên kênh của mình hình như có đúng một cái là không vuông, còn lại là tất cả đều là tranh vuông hết. Tại vì cái khổ tranh vuông khi mình vẽ thì nó dễ quay ấy. Còn nếu mà tranh dài thì nó ra đến đây thì không biết để màu vào đâu, cho nên là mình vẽ vuông, với cả mình cũng thích vuông nữa. Cành nó mình sẽ vẽ hoa vào mà hỏng thì thôi, buồn lắm. Ra cành này chỉ cần vẽ qua vậy thôi. Lát hoa nó đèo lên xong mình lại vẽ lại một lớp cành khác. Xem là cái thân này. Cái thân này không thể để đen xì như này được. Mình phải thêm một chút cam vàng đi. Cho nó rêu rêu tí đi. Đừng để thân cây đen xì nhé, mà mình phải thêm một chút nhấn cho nó có độ sáng thì nó tạo khối cho cái thân đấy. Góc này mình thử một cái góc khóc khác xem nó có đỡ hơn không. Lại gần một tí nhé. Mình pha màu bằng vải, cái này không phải giấy mà cái này là vải toan luôn. Cái này quay gần hơn thì vẽ thân này, thêm cái lớp sáng trên thân cây này thì xong nó tạo khối. Cọ tỉa anh đang xài là cọ tỉa Isa, không biết cả tên luôn à. Đây chỉ biết vẽ không biết tên bút, không biết cọ. Lúc cái màu lích này nó chưa khô thì quay video nó đang nó hơi bị nó lóa. Tìm một cái góc vào đấy cho xem nó không bị lóa.
Nó bị lóa là do màu nó chưa khô. Nhấn thêm một tí đen ở dưới. Nhấn thêm mấy cái kiểu rêu rêu, gọi là cái gì cho nó già cỗi, nó bị sần sùi ấy, chứ không mượt quá. Góc tiệm tạp hóa rồi đó. Góc tiệm tạp hóa đã vẽ đâu nhỉ? Quan tên đọc hơi quan tê. Rồi, sấy khô đi xong rồi vẽ thêm hoa luôn. Nghi Nguyễn, nếu anh chưa vẽ Hồ Gươm thì anh vẽ đi ạ. Hồ Gươm em thấy đẹp lắm. Bạn có thể xem lại trên của mình, cũng phải có 3 bức vẽ Hồ Gươm rồi. Mới đây nhất có một bức pháo hoa Hồ Gươm ấy, bạn có thể tìm lại trong 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 kênh nhá. Nhật Nguyễn, và để hôm sau xem lại ở nhà của khách. Ok ok bạn, bạn có thể xem lại cũng được. Anh vẽ cảnh góc phố bằng màu nước thiên long đi. Phố cổ Hà Nội à? Ok. Dạo này gần Tết cho nên mình đang tập trung vẽ mấy cái hoa đào, cái quất về ngày Tết ấy. Cho nó có không khí. Sau đấy mình có lẽ sẽ vẽ mấy cái đấy. Bạn có vẽ tranh ký họa không? Trước hồi đi học sinh viên thì mình có vẽ gần lâu lắm rồi, mình không vẽ ký họa nữa rồi. Sấy khô đi nhá, không nếu không tí nữa vẽ hoa lên nó bị dính vào cái màu đen này. Với cả mọi người xem video trực tiếp thì có thấy nó bị mờ chất lượng hình ảnh. Rồi hoa mai đi. Chào Nhật Nguyệt, Nhật Nguyệt nhá. Tuần sau vẽ hoa mai đi, có đào cũng quất rồi thêm em mai. Có thể tuần sau sẽ là mai, để mình phải nghiên cứu đã. Anh học trường. Anh vẽ người bằng màu nước đi. Ôi, màu nước mình không tốt cho lắm cho nên mình ít vẽ người lắm. Đây cái tranh nếu mà nghiêng lên thì nó sẽ đen. Cái phần thân nó sẽ đen như này này. Chứ nó không bị lóa lóa như này. Phải nghiêng lên thì mới nhìn được cái thể loại tranh này. Vẽ màu thiên long thì không bị như thế đâu, còn màu này nó bóng mà. Nó bóng ánh điện nó chiếu vào nó bị lóa. Đấy. Màu nó sẽ đậm hơn đấy. Thực tế bên ngoài màu nó sẽ đậm đậm như này.
như này nó lại bị nhạt. Em vẽ cây giờ lắm toàn bị thấy màu đen. Sao mình không vừa vẽ vừa nói chuyện như bạn được? Mình không có năng khiếu hội họa nhưng mình lại thích vẽ nên không biết bắt đầu từ đâu à? Này được sao thế? Anh có màu mi elo hay hốc ben không? Mấy màu đấy mình không vẽ tại vì mình không đây là hai màu nước đúng không? Mình không chuyên màu nước, mình mới tập vẽ màu thiên long thôi, còn trước mình toàn vẽ màu lích chì màu. Em vẽ cây giờ lắm toàn màu đen thì mình phải tập luyện nhiều thôi mít ạ. Vẽ nhiều quen tay cua cua cũng thành cây hết. Một hồi quay số hay bốc thăm ạ. Chắc khoảng nửa tiếng nữa là xong cái bước này thì bốc thăm thôi. Đợi mình kiếm một cái bút nào đấy để vẽ hoa. Hoa bút nào nhỏ. Bút nhỏ nhỏ để vẽ hoa chứ không nó lại to như khổng lồ như cái bức hoa hoa đào hôm nọ thì chết. Bây giờ chấm hoa tiên sẽ là phải vẽ một lớp hoa đậm, màu đậm trước. Màu đậm bên trong ấy, nó phải có đậm có nhạt. Mình sẽ vẽ màu đỏ, đỏ pha đi, tím. Đỏ pha tím trước. Tí nữa pha cam nó sẽ nhạt hơn hoặc là dùng luôn màu cam. Thực ra cái cảnh này nó xa, mình không thể vẽ kỹ rõ từng rõ bông hoa đào ra được, cho nên mình sẽ chỉ chấm chấm gợi thôi. Mà vẽ cố gắng vẽ nó bé bé thôi. Lần trước vẽ hơi to. Mình quay gần lại nhé. Không các bạn, có nhìn thấy gì đâu. Đấy. Lại này nhìn cho dễ này. Hôm trước mình chấm hơi mạnh tay cho nên nó to quá. Vẽ một lớp màu đậm xanh nước biển đấy. Ở đây mình không lấy màu xanh thôi, không sao. Cái bút này nó to quá, không có bút nào nhỏ hơn. Thử dùng cái bút tỉa xem được không nào. Cái cáp lại có vấn đề rồi. Có khi được hơn. Tại cái chành bé quá, nó kích thước 30-30. Ô, cái cáp này là có vấn đề rồi. Đang yên đang bình mà. Tiền không được. Mình không có cái bút nào nhỏ hơn nhỉ.
kiếm cái này nhỏ hơn. Ok hơn. Trên đầu này thì chấm chấm. Trên bé bé khổ. Nhìn giống như cây hoa phượng chứ không giống cây, cây đào. Hoa phượng phải có lá, lá phượng chứ. Cứ từ từ mình sẽ chấm chấm lát lại ra hoa đào bây giờ. Này cái đào đào rừng ấy. Một lớp màu đậm như này trước. Cây là mình thấy cành đào. Này thì đào Việt Tân. Vẽ chấm chấm gọi này cho nó dễ vẽ thôi. Chứ cần nếu mà để vẽ vẽ, vẽ từng bông một thì rồi lồng lồng lắm. Mong là nó sẽ ra hoa đào. Trên cái cây cốt đẹp quá. Bức cây cốt đấy mình thấy có khá nhiều người xem, mình rất bất ngờ vì tự nhiên bình thường cái video của mình nó chỉ có vài trăm lượt xem thôi. Tự nhiên cái video đấy lại rất nhiều người xem. Không vẽ. Đào đỏ hay đắt à? Ăn xong nó ghê là sao? Cái đào đỏ này em hoàn thành đấy. Bình thường mình đào phai. Mình sẽ chấm nhanh đi thì máy vẽ thành có gì mà chấm đi. Chấm gợi. Tí nữa đẩy cái lớp bên trên nó sẽ làm các bông hoa xong. Dễ ra hoa hơn. Chấm nó tự nhiên. Màu đỏ pha với cả màu hồng tím. Lẽ ra nên pha thêm một tí cái màu xanh nữa.
xanh này thì nó sẽ ra màu đỏ đậm, đỏ tối bên trong đấy. Mình sẽ lấy một tí ra, sẽ được một cái lớp màu tối bên trong. Mình tắt tiếng máy sấy được không? Mình từ đấy giờ có sấy đâu, nó lại ổn hay sao? Mình bây giờ mình có sấy gì đâu, hay là nó đang bị ổn hay sao mọi người? Giống hoa phượng hơn thì sao buồn đấy nhỉ? Sao lại có thể giống hoa phượng được nhỉ? Mấy cái tranh trước đó ồ quá là sao nhỉ? À, ồn quá. Mấy cái video trước thì không tắt được, là do lúc đấy mình chưa có mic, chỉ đánh chấp nhận thôi chứ còn cũng không làm nào được. Chết rồi, chấm hơi fail rồi. Tốn đúng màu nhưng mà lại đều bức tranh cần gì nữa. Nếu mà vẽ hỏng tranh thì mới sót chứ. Vẽ như này xong tí nữa mình lại tỉa thêm cành vào. Với lại tí về cho thêm một lớp màu cam là màu gì đấy sáng hơn lên trên. Cái này nó bên dưới rồi. Giờ thêm một chút cam vào. Giờ bút đi đã. Mọi người thi xong chưa vậy? Thi gì tầm này nhỉ? Tầm này đang thi cái gì à? Đỏ pha cam.
Đắt thì bán tranh đắt vào, bù bù lại vốn. Cho gần lại chứ mọi người không biết là mình đang vẽ cái gì. Bây giờ cho thêm một cái lớp màu đỏ pha với màu cam cho nó sáng lên. Bạn nhìn ra hoa phượng là dở rồi. Trời ơi, rơi bút. Rơi bút tính màu vào tranh. Màu lích không phải màu nước. Nhưng mà ý của bạn đấy là lấy vẽ màu nước nó đắt, chứ không phải bỏ mình. Vẽ ra được hoa đào cũng mệt phết đấy. Trời ơi, đang vẽ hoa đào mà sao lại thành hoa phượng này? Buồn không chứ? Đào mà sao lại là phượng được? Cái to ở đây đi. Tí thêm nhụy vào. Hình như động vào dây cho nên là nó bị thế. Ô, 9:20 cố gắng thêm. Chết rồi, dây lại có vấn đề nhưng không nọ rồi. Tranh này vẽ thêm thư pháp thì cũng là hợp thật, nhưng mà mình lại không biết vẽ thư pháp. Thực ra mình có thử nhưng mà viết nó không được đẹp cho lắm. Trời, sao vẫn rõ ràng là hoa đào rồi. Mình đính chính lại đây là hoa đào chứ không phải là hoa phượng. Làm gì có cảnh phượng là như này đâu. Chắc là mình phải vẽ cái màu
hồng phai thì nó sẽ dễ giống đào hơn. Còn này lại là màu cam đỏ thì nó lại giống màu hoa phượng thật. Nhưng mà cũng có loại đào đỏ như này đấy. Dây cáp này lại có vấn đề rồi, toàn có vấn đề vào những cái lúc livestream, bình thường thì chả sao. Chả có lá không, tí có thể là tỉa thêm một vài cái lá cũng được. Hôm trước đã phải dừng livestream. Hôm nay lại có vấn đề rồi. Mọi người thông cảm tí nhá. Sắp xong rồi. Không biết là đã giống đào chưa? Đâu mà có cành hoa phượng nào như này đâu. Bạn biết cô Teo lớp 5 á? Lần sau không dám vẽ nữa mất. Đấy, có người nhận ra hoa đào kìa. May vẫn có người nhận ra hoa đào. Xin lỗi mọi người, cái cáp nó đang lại có vấn đề rồi. Thay mình đã thay cái cáp khác rồi mà nó vẫn có vấn đề. Không hiểu là tại sao. Thay rồi chứ không phải chưa thay nhé. Tí nữa mình tỉa thêm cành để cho nó giống hoa đào vậy. Chắc do mình hoa đào cành nó thẳng thẳng tí. Cây hoa đào hơn. Người cày tranh cùng anh lẻ. Ok Quốc Anh. Bắt đầu giống hoa đào rồi đấy.
là em được vẽ với cái màu hồng vào cho nó giống hoa đào bây giờ. Nó lỡ đỏ đỏ mới cam hết rồi. Chắc khoảng 10 phút nữa là xong rồi. Nó không ra thì cũng phải chịu thôi. Mình sẽ chỉ like tầm tầm đấy thôi, xong rồi có thể mình sẽ sửa thêm. Sau buổi live mình sẽ sửa thêm để cho nó giống hơn. Bạn nào trúng thì yêu cầu mình sửa cái gì thì mình sẽ sửa cái đấy. Chỗ này có vài chữ thư pháp nữa thì hợp này. Mình nghiên cứu. Sau live stream mình sẽ nghiên cứu viết vài chữ vào đấy. Chứ mà viết trực tiếp này mình không tự tin cho lắm. Chừng nào live tiếp à? Mình live vào thứ bảy hàng tuần, tối thứ bảy hàng tuần. Tối thứ bảy lúc 8 giờ trên kênh này. Cứ 8 giờ là hoặc 8 rưỡi gì đấy, tại vì cũng không chuẩn xác thời gian được ấy. Ok. Chắc là vẽ thế thôi, bây giờ tỉa thêm kênh vào. Tỉa và xem có giống đào hơn không nhé. Nhiều lúc nó bị giật là do mạng yếu. Thứ nhất là do mạng yếu, thứ hai là do cái máy tính nữa. Coi like bị giật à? Không biết có ai nhìn thấy hoa đào không, chứ còn toàn hoa phượng chắc mình buồn lắm. Buồn sao không dám like nữa đâu.
mọi người đang nói cái chuyện gì vậy. Mà bé không để ý biết mọi người đang nói chuyện gì. Sau bây giờ mình thêm mấy con chim vào đây chẳng hạn. Chim én đi. Xuân về và có chim én. Đừng bỏ like nha anh. Trên cái bình quân lắm. Hôm nay vẽ cây đào bị thành hoa phượng nên là đang hơi nghi ngờ về bản thân, không dám like nữa. Mình nghi ngờ về khả năng. Thêm mấy con én đi. Chim én à. Mình nhớ xem chim én vẽ đi nào. Nhìn như chim én vẽ như này. Chết rồi. Không ổn. Màu lích này nếu mà không ổn thì chưa khô thì có thể lau luôn được. Lau luôn được không sao cả. Cho tí nước vào. Én nha. Không nhớ là chim én vẽ kiểu gì. Chỉ nhớ nó có hai cái đuôi đằng sau mà. Vẽ không thành chim én. Vẽ thành con gì không? Thôi không vẽ chim én nữa. Mình sẽ vẽ chim... Mỗi khi vẫn hay vẽ thôi. Không vẽ én không thành. Có lên thêm cái mặt trời ở đây không nhỉ? Mặt trời đỏ ở đây không nhỉ? Để vẽ thử vào, nếu mà được thì giữ, còn không thì xóa đi nhé. Vẽ mặt trời cam đi. Cái vừa dính đây, đây một cái, nó bị quệt vào đây. Thêm mặt trời vào chỗ nào nhỉ? Tí lâu sau cũng được. Thêm mặt trời được không mọi người?
nó rung. Ơ được không? Thêm mặt trời cho phần trên này đỡ trống. Không phải bôi thuốc mà nó bị dính cái màu này vào này, mình nó bị dính, nó dính vào mà mình không để ý. Cho nó mặt trời cho cái điểm nhấn. Rồi mình đang sấy khô để vẽ mây che đi. Cho nó che mây, che đi một tí. Điện đẩy cho mây nó trắng thêm một tí thôi. Ok, like được 1 tiếng rưỡi rồi, bây giờ chắc là dừng lại đây thôi. Ê nha, để mình bóc nha. Bỏ cái này ra dính vào tay thật quá. Có gì mình sẽ đẩy thêm, tỉa thêm nhụy. Chắc phải tỉa thêm một số nhụy vào giữa này, hoặc là vẽ thêm một vài bông nữa, nhưng mà thời gian nó hơi dài rồi đấy. Để mình bóc ra nhé, bóc băng dính. Nghiên cứu thư pháp viết thêm một dòng vào đây là được. Bóc từ đâu nhỉ? Mọi người đang tập trung vào chuyện gì ấy? Không để ý tranh nữa rồi. Ok, chắc là mình sẽ chấm thêm thôi. Mình sẽ kiểu gì phải vẽ thêm nhụy, nhưng mà thời gian hơi nhiều nên mình sẽ tạm dừng ở đây.
Lát nữa mình sẽ vẽ thêm nhé. Đấy, bên ngoài nó sẽ màu đỏ như này này. Nghiêng ra mới thấy được, cần chéo như này nó lại ra màu khác. Nghiêng mới thấy màu chính xác ở đó. Lát mình sẽ chấm thêm một vài cái màu sáng hơn. Một dòng chữ ở đây thì đẹp. Ok, bây giờ đến đoạn là bốc thăm trúng thưởng này. Không biết các bạn đang quan tâm chuyện gì thì có thể dừng lại để đến đoạn là bốc thăm trúng thưởng nhé. Xem hôm nay có nhiều bạn không? Để còn biết là bốc kiểu gì. Tận 30 người cơ. Chắc là mình sẽ bốc theo kiểu dùng cái web kia cho nhanh nhé. Mình làm đồ án tiếp đây à? Bull Gaming ở lại bốc thăm trúng thưởng đã, xong rồi hãng đi. Đợi mình một chút, chắc là mình sẽ bốc thăm kiểu bốc comment số nhá. Số từ 00 đến 99 nha. Ba hai người cho nên mình sẽ bốc bằng web cho nhanh. Mọi người comment hôm nay mọi người comment số quá. 2 chữ số 0 đến 99. Mỗi người comment một lần thôi nhá. Một số duy nhất thôi, không phải nhiều đâu. Chỉ có một số duy nhất bắt đầu từ bây giờ đến 9:50 nhá. Bây giờ 9:44 đến 9:50. Mỗi người có một số duy nhất nên nếu mà trùng số ấy thì trùng số ấy thì bạn nào công trước thì bạn ấy sẽ được. Đến 9:50 nhé. Ok. Mình sẽ dùng cái trang web Runroom này để bốc cho bạn nào trúng thưởng nhé. Đến 9:50. Máy tính đang hơi giật. Bắt đầu từ bạn Hậu Nguyễn nhé. Mỗi người chỉ được mình chỉ tính số đầu tiên thấy trước thôi. Nếu mà không mình lại số khác là mình không tính đâu.
Bắt đầu từ số 4 của bạn Hậu Nguyễn này. Tranh ở nghiêng này những gì đấy. Đến 9:50. Nếu mà bị trùng số thì bạn nào trước là bạn đấy là người chiến thắng. Hiệp Lang à? Bạn Hiệp Lang bạn trúng của tuần trước hay sau nhỉ? Chín giờ 48 rồi. Chứ cả máy tính đang hơi đơ. Nó đang bị hơi đơ. Nếu không ai trúng thì mình sẽ bốc bao giờ bằng trúng thì thôi. Bắt đầu từ bạn Hậu Nguyễn nha. Thông báo bị rút lại à? Ảnh avatar của anh là gì? Avatar là mình, là ảnh mình. Có chữ NUAE đấy. Mẹ em bắt đi ngủ. Đợi một chút nữa rồi đi ngủ. Khoảng một phút nữa nhá. Nhìn Nguyễn Anh Hám, nếu mà đi ngủ mà chúng là anh không trao thưởng được đâu. Chín giờ 49 là còn một phút nữa mình sẽ quay. Lát nữa mình sẽ vẽ thêm nhụy các thứ vào cái phần hoa này. Ôi hụt quá. Chín giờ 50 rồi, ok, mình sẽ tính đến bạn cuối cùng là bạn Tú Anh Đinh nhá. Trùng số thì bạn nào trước là bạn đấy trúng thôi. Bây giờ mình sẽ kéo lên trên bạn trên cùng nào. Bắt đầu từ bạn Hậu Nguyễn này. Để xem nhá. 00 đến 99 này. Mười bốn là ai nhỉ? Số 14 là ai nhỉ? Để mình tìm xem nào. Máy tính đang hơi được. Vinh Nguyễn, ok. Bạn Vinh Nguyễn nhé. Chúc mừng bạn Vinh Nguyễn, bạn Vinh Nguyễn có ở đây không nhỉ? Bạn Vinh Nguyễn với số 14. Nếu bạn Vinh Nguyễn ở đây thì comment xác nhận giúp mình nhé, nếu mà một lúc mà không thấy đâu thì mình sẽ phải quay lại. Bạn Vinh Nguyễn là bạn mới đúng không? Mình chưa thấy bạn bao giờ cả. Alo, Vinh Nguyễn có ở đây không? Bạn Vinh Nguyễn có đây không nhỉ? À dạ có em à. Ok. Ok, bạn Vinh Nguyễn đã xác nhận rồi. Xin chúc mừng bạn là người đã sở hữu bức tranh này nhá.
Nếu mà bạn bạn chụp lại màn hình xong rồi nhắn tin vào trong Facebook của mình nhá. Facebook ở trong phần mô tả của video ấy. Tranh của bạn đây. Chụp phát mơ chuẩn rồi đấy. Thế này thì phải hôm nào mơ trúng thì nó mới trúng được rồi. Chờ chút anh ơi, bạn đó là bạn của em à? Ok, cảm ơn Gun Gaming. Tuần sau nhớ ghé thăm để có thể trúng nhá. Bạn của bạn Hiếu Tứ Đặng, là bạn Hiếu Tứ Đặng là bạn trúng của tuần trước sao á? Ảnh avatar của mình trong Facebook là mình đang đứng ở trường mình, có chữ NUAE đấy. Ok, cảm ơn Lucas. Tranh của Lucas thì nó đang vùng dịch nên là chưa chuyển được. Anh bọc hết tất cả rồi nhưng mà chưa chuyển được. Còn mỗi bạn thôi. Khi nào đặt được thì anh sẽ chuyển luôn cho nhá. Còn bạn Vinh Nguyễn thì nhắn tin vào Facebook của mình nhá. Mình coi quanh năm suốt tháng mà chả bao giờ trúng ngân phùng. Tưởng ôm vợ ngủ rồi sẽ ngủ ra đây. Ngân phùng kiểu gì cũng có ngày trúng thôi. Tranh này là tranh vẽ Agarinic trên... Không, bạn Vinh Nguyễn comment lại rồi mà. Nên mình sẽ chỉ gửi như này thôi nhé. Nhớ nhắn tin cho mình qua Facebook, tại vì mình chưa biết Facebook của bạn, chắc bạn chưa kết bạn với mình. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay nhé. Không biết là cuối cùng mọi người đã nhìn ra hoa đào chưa hay là vẫn là hoa phượng. Ngân chúng vậy ta. Có thể sẽ là buổi tới chẳng hạn. Nghiêng đi màu như này, livestream màu lick chuyên gia bị kiểu lóa màu ấy. Chính ra nó phải như này thì mới đúng rồi. Cảm ơn Phương Trinh. Cảm ơn Huyền Lê nhá. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ bảy tuần tới. Chắc là còn livestream tuần tới rồi. Có live được tuần nữa không nhỉ? Chắc còn hai buổi livestream nữa sẽ đến Tết. Hình như là buổi livestream tiếp tuần sau này, xong rồi tuần tới nữa là Tết rồi sao ấy. Em tìm không có bạn. Hậu Nguyễn, bạn ấn vào cái đường link. Đường link ở trong phần mô tả của video có link Facebook của mình, ấn vào đấy là nó tới mà. Buổi tới cho hoa súng nha bạn. Ok, để mình nghiên cứu. Trinh, bạn thêm link mua khung để đóng tranh đấy lại cho với. Hoa mai có thể video tiếp theo của tuần tới mình sẽ đăng luôn. Còn buổi live tiếp theo mình sẽ vẽ một loại khác chẳng hạn. Thêm link mua khung để đóng tranh theo với. Ok, thôi thì mình dừng livestream đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào các buổi livestream tuần sau. À quên, nhớ đăng ký kênh cho mình nhá. Nếu ai còn chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh. Nếu mà xem video của trên kênh của mình mà xuất hiện quảng cáo thì mọi người có thể bỏ qua giúp mình. Bỏ qua và xem tiếp video. Đừng bỏ luôn video. Hoặc là ấn luôn vào quảng cáo để ủng hộ cho mình nhá. Tạm biệt mọi người, một lần nữa chúc mừng bạn Vinh Nguyễn. Bye bye.